Thị Hồng Lam. Hiện nay chúng mình đang sinh sống và học tập tại Trường Đại học Khoa học Công nghệ Đại học Quốc gia Bình Đông. Chúng mình rất vinh dự được đại diện cho Hội Lưu sinh viên Việt Nam tại đây đến tham dự chương trình tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam năm 2015, lần thứ 3 được tổ chức cùng với sự kiện thể thao văn hóa của sinh viên Việt Nam toàn Đài Loan. Chúng mình nhận thấy rằng đây là một sân chơi bổ ích, lý thú dành cho tất cả các bạn du học sinh đang sinh sống và học tập trên hòn đảo ngọc Đài Loan. Nên chúng mình đã đăng ký tham gia cuộc thi với tinh thần giao lưu, đoàn kết và học hỏi lẫn nhau. Mong rằng chúng mình có thể mang đến cho cuộc thi một tiết mục hay. There are three words that I've been dying to say. Chúng mình sẽ thể hiện tiết mục múa gợi lên hình ảnh của một loài hoa hương sắc vẹn toàn, dung dị và thanh khiết. Trong nó còn chứa đựng sự thần bí và là biểu tượng của sự thăng hoa về tinh thần. Một loài hoa với cái tên chỉ với một từ duy nhất, sen. Những cánh hoa mỏng manh xòe ra như những con thuyền chở đi tám hướng. Qua bài múa này, chúng mình muốn mang hình ảnh của đất nước Việt Nam đến với bạn bè Nam Châu. Dù cho chúng ta có đi đến tận chân trời góc bể, thì những cánh hoa sen sẽ đưa người Việt Nam trở về xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. It burns in my heart like a fire that... Mong rằng các bạn chú của chúng mình sẽ mang đến cho cuộc thi cho một bài sắc để tìm kiếm tài năng sinh viên Việt Nam tại Đài Loan năm 2015 trở thành một đêm hội rực rỡ. Các bạn hãy ủng hộ cho Going out there are three words and I want you to know they are true. I need to let you know. I wanna say I love you. I wanna hold you tight. I want you.